sẽ chia sẻ cái món mỡ hành để chúng ta làm cái món ngao hoặc là hàu nướng hoặc các loại hến ốc hến những thứ đúng không, những cái đồ hải sản nướng mà chúng ta sẽ dưới bằng mỡ hành ấy. Trước tiên mình sẽ thấy hành thơm trước. Để khi hành thơm thì các bạn chuẩn bị cho mình này những cái phần hành hành tím chúng ta thái nát mỏng ra đều nhau như vậy. Ta cho vào mình đây khi thơm lên khi ngập dầu nhé các bạn. Bắt đầu thì cho lửa to để cho mỡ già, sau đó cho nhiệt độ 160 độ. Đến khi mà bắt đầu hơi nước bay đi gần hết rồi chúng ta chỉ cho khoảng 80 đến 100 độ thôi nhé. Nhưng mà nó sẽ cháy cái hành phi này. Hành phi này rất là khó phi nếu chúng ta không biết cách phi. Cái hành phi này, lạc rang này và giã nhỏ này, hành tươi này và tóp mỡ là những cái nguyên liệu để chúng ta làm cái mỡ hành này. Các bạn nào ăn được ớt thì cho chút ớt bột nữa, còn không thì thông thường nó không có ớt bột. Thì mỡ hành nó rất là đơn giản như vậy thôi. Khi mà hàu, ngao, ốc, các loại ốc, hến, chai mà chúng ta nướng mỡ hành, chúng ta chỉ cần làm cái âu mỡ hành này trước. Sau đó khi mà mình đi nướng thì mình sẽ đặt cái con hàu mà con ngao mà làm sạch đi rồi, chúng ta đặt lên bếp nướng và nó mở miệng ra thì chúng ta sẵn dưới dưới cái mỡ hành này lên là được. Và sau đó mình rắc thêm một ít đậu phộng hay là nạc rang sẵn rồi ấy, lên trên và ít hành phi này lên trên là hàu được mỡ hành đấy, cực kỳ ngon và đơn giản. Chờ đợi thêm một lúc nhé để nó bay hết hơi, khi hơi nước bốc này lên rồi cho lửa nhỏ. Bây giờ mình cho nhỏ bớt nhé. Khi chị chiên ở cái nhiệt độ từ 160 độ trở lên đến 180 độ, nhưng mà khi mà bắt đầu nó hơi nước nó bay đi gần như là hết rồi thì các bạn phải cho lửa thật nhỏ, thậm chí tắt bếp một tí cũng được để cho nó không bị cháy ấy. Cái hành này nó rất là nhanh bị cháy. Bắt đầu là nó bay hơi nước đi khá nhiều rồi, cho nhỏ để bớt một chút xíu nhé. Bắt đầu vàng lên rồi nhé, và cũng thấy nhẹ nhẹ tay rồi. Hơi nước bay đi gần hết rồi, chúng ta chỉ duy trì nhiệt độ nhỏ thôi nhé. Vàng lên chút nữa thì chúng ta chỉ cho 100 độ, 80 độ. Để cái hành này nó giòn, nó không bị cháy. Để được lâu nó mới giòn. Nhà mình thì mình cứ làm nhiều cho mình tất. Và hâm nát của bạn thì nó sẽ giòn rất là lâu. Nhiều quá này các bạn không cần để tủ lạnh cũng được, phải chật đấy, thêm một chút nữa là vàng đều. Vàng lên này rồi, có một chút chưa vàng thì chúng ta cũng kệ, tắt bếp đi nhé và đảo đều này nhé, để cho cái hơi nóng nó còn giữ lại trong cái chảo này để nó vàng nốt cái phần còn lại, chứ chúng ta mà nó vẫn cứ mở bếp thì nó sẽ làm cho bị cháy nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đổ luôn ra cái vợt này để cho nó ráo dầu và không bị cháy, không để trên chảo để cái hơi dầu nó sẽ vẫn làm cho cháy, làm như này thì nó sẽ không bị cháy nhé. Để cho thật là nguội thì nó mới giòn được nhé các bạn nhé, còn khi nóng thì nó sẽ ịp. Đảo đều lên để cho không bị hấp hơi. Bây giờ mình sẽ đi làm ít tóp mỡ. Tóp mỡ thì rất là dễ thôi, các bạn để lại một chút mỡ hay là dầu ăn của lại chúng ta làm đấy. Và chúng ta sẽ cho tóp mỡ vào chúng ta chiên.
chiên với lửa vừa thôi để tóc mỡ không bị cháy. Tóc lửa vừa nên chỉ cho ra tóc mỡ từ từ và không bị cháy. Sau đó chúng ta lấy cái tóc mỡ này cho chúng ta thái nhỏ để chúng ta trộn cùng cái hành phi, hoặc là không cần trộn cũng được. Để khi nào mà nướng thì chúng ta lắc hành phi cả dập lắc tóc mỡ này lên đều lên trên. Khi mà nướng xong, còn nước nướng thì chỉ dưới cái mỡ hành không nộn hành trắng ấy, hành xanh ấy, má ấy, hành má ấy. Cái hành này chúng ta sẽ thái nhỏ để chúng ta sẽ làm mỡ mỡ hành. Chúng ta cho lên đồ nướng hải sản nướng ốc ngao hàu. Chút ra cái đĩa nhé, cái bát nhé. Và khi nướng hàu, nướng các loại ốc, ngao, sò thì chúng ta thích ăn mỡ hành thì chúng ta sẽ làm cái này, chúng ta cho lên và chúng ta nướng, rồi sau đó rắc thêm hành thơm, hành phi vào lại và nạc rang và tóc mỡ lên trên là được.